Thưa quý vị, vừa qua trên đường về quê sinh nở, một thai phụ có biểu hiện mệt mỏi khó chịu đã bị nhà xe yêu cầu xuống xe vì sợ sinh con trên ô tô khách. Sau khi bị xe khách bỏ rơi, gia đình người phụ nữ đang mang thai không còn tiền để mua vé xe về quê. Vợ chồng chị đành dắt con nhỏ thất thểu đi bộ trên quốc lộ 1A. May mắn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đến hỗ trợ đưa gia đình người này để về quê nhà sinh con an toàn. Anh Lê Kim Khải, 38 tuổi, cùng vợ là Phạm Ngọc Bích, 28 tuổi, đang mang thai gần 9 tháng và con gái 4 tuổi, thường trú thành phố Cần Thơ, đón xe khách từ thành phố Đà Nẵng về lại thành phố Cần Thơ để tiện cho việc sinh đẻ. Khi đi đến địa bàn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, thấy chị Bích có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu nên nhà xe yêu cầu gia đình xuống xe, đón xe khác đi vì sợ sinh trên xe. Trong lúc bị bỏ lại nơi đất khách quê người, gia đình anh Khải không biết phải làm sao để về quê, đành phải đi bộ trong khi người vợ đang mang bầu gần đến ngày sinh. Nhận được thông tin trên từ công an thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, phòng cảnh sát giao thông đã kịp thời đến hỗ trợ 2 triệu đồng và mua vé xe, đưa gia đình anh Khải, chị Bích cùng con nhỏ lên xe khách để về kịp quê Cần Thơ sinh an toàn. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 2 vụ tài xế bỏ rơi hành khách trên tuyến quốc lộ 1A. Ngoài vụ việc này thì trước đó, chúng tôi cũng từng đưa tin về vụ ba bà cháu bị một nhà xe bỏ rơi dọc đường. Sau đó, những người này cũng được cảnh sát giao thông Quảng Ngãi giúp đỡ, hỗ trợ 3 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm về quê nhà ở Bà Rịa Vũng Tàu. Hành động này của lực lượng công an đang được nhiều người dân khen ngợi. Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng đang lên án hành động bỏ rơi hành khách của các tài xế xe khách.